Giáo lý của nhà Phật nói không có hết, không học làm sao cho hết hết đó. Nhưng mà cái đặc biệt là cái giáo lý nhân quả. Tôi nói cái chỗ này là đặc biệt, bởi vì suốt 50 năm Đức Phật thuyết pháp không có cái bài pháp nào mà Đức Phật không nói nhân quả. 50 năm. Cái giáo lý đó rất là đặc biệt. Cho nên trả hiếu cho cha mẹ có nhiều nghĩa lắm. Nhưng mà người con mà khuyên cha mẹ tin luật nhân quả là báo được cái hiếu trung hiếu. Chỉ khuyên cha mẹ tin cái luật nhân quả thôi là trả được trung hiếu. Còn cho cha mẹ ăn, quần áo, nhà cửa, thuốc men, cho đi du lịch chơi suốt đời, tiểu hiếu. Nhưng mà chỉ khuyên cha mẹ tin nhân quả không là trả được trung hiếu. Lý do tại sao? Bởi vì cha mẹ mình tin nhân quả thì cha mẹ mình không làm ác. Mà không làm ác, chết không đọa địa ngục, khỏi tụng kinh. Cái gì thấy hay không? Chỉ cái nhân quả thôi. Người ta không tin bất cứ một tôn giáo nào, nhưng người ta không thể không tin nhân quả, vì nhân quả không phải là tôn giáo. Nhân quả đâu phải là tôn giáo. Đức Phật là cái người khám phá. Ngài khám phá. Mà cái luật đó nó sẵn có ở trong thiên nhiên rồi. Nó là cái quy luật khách quan, chứ không phải là Đức Phật đặt để Phật chế tạo, không phải. Nó giống như là hai cái nhà vật lý học Newton và Archimedes. Hôm nọ ông Newton, ông nằm cái ghế bố ở dưới cái gốc táo, ông đọc báo. Trái táo nó chín, nó rơi xuống trúng lỗ mũi ông. Cái chuyện bình thường. Vậy là ông bỏ cái tờ báo, ông đứng dậy, ông vỗ tay, ông nhảy nhót, ông mừng lắm. Bây giờ những cái người chung quanh nó không biết, nói ông Newton là mát điện. Tự nhiên trái táo rớt trúng lỗ mũi, cái đứng dậy cái vỗ tay rồi nhảy nhót giống như con nít mua lần rồi đó. Vì ông tìm ra một cái quy luật là cái vật rơi. Cái vật rơi nó rơi theo cái chiều thẳng đứng, và nó tiếp xúc với cái mặt bằng là 45 độ. Ông tìm ra. Mà cái đó đâu phải là của ông, mà là của thiên nhiên. Cái quy luật của nó. Cho nên nó rơi thẳng trúng cái lỗ mũi của ông, chứ nó không thể xéo được. Thẳng đứng mà. Cho nên bây giờ mấy cái ông thợ hồ đó, ông lấy cái sợi dây nhợ, ông cột cái cục gạch, nheo lên về cái ông xây tường ngay băng. Thấy không? Không có cái ông đó giờ nó xây là ngã hết trơn. Nó không có cái sợi dây là xây đổ hết. Đó là cái quy luật tự nhiên. Mà cái ông Newton đó, ổng khám phá ra. Cho nên người ta đặt là cái luật đó là Newton. Lấy cái tên của ông đặt. Cái nhà vật lý học thứ hai là ông Archimedes. Ổng nhảy xuống cái hồ rồi ổng tắm. Cái hồ đó cũng sâu lắm, 3-4 thước nước kìa đó ông tắm. Ở trên cái cầu ổng nhảy xuống đụng cái đáy hồ, cái bắt đầu cái nó nổi lên, cái ổng leo lên bờ không quần áo gì hết,
nhảy nhót, vỗ tay. Ông này cũng mát điện nữa. Thấy không? Mát điện. Là ông khám phá ra, ông tìm ra được một cái vật dìm trong nước. Ở dưới này nó có cái lực, nó đẩy cái vật ra lên, nó nhẹ. Ví dụ cái bao lúa đi, ở trên bờ mình ôm không có nổi, nhưng mà thả xuống ao cái mình ôm được, là phải nhờ cái sức đẩy. Mà cái ông Archimedes này ông tìm ra, mà nó có sẵn rồi, nó có sẵn rồi. Đức Phật cũng vậy, tức là cái quy luật đã có sẵn rồi trong thiên nhiên, Ngài khám phá ra rồi Ngài chỉ lại cho mình. Nhân quả là quan trọng nhất. Thế thì tôi kể cái chuyện này quý vị nghe. Nhân quả, có một nhà sư đi quyên tiền cất chùa. Ngài thấy cái nhà ông phú hộ đó, ông nhà giàu đó, Ngài nghĩ trong bụng là mình ghé cái nhà giàu này nguồn quyên, chắc ổng cúng khá khá một chút. Còn mấy cái nhà nghèo cái là ít. Trong bụng của Ngài nghĩ như vậy. Thế thì Ngài ghé thì cái ông phú hộ này, ổng thấy nhà sư đó, ổng mới kêu cái thằng ở đợ đó: mày ra mày nói cho ông sư đó không có ông chủ ở nhà, cho ông đi cho rồi đi, không có cúng. Bây giờ cái thằng ở đợ nó mới thấy ông giàu mà keo kiết quá. Người ta đi quyên tiền cất chùa có phước, ở đây mình cất chùa rồi nhiều người ta về ta tu, ta sửa đổi tâm tánh, ăn chay niệm Phật, mình có phước mà không cúng. Đâu phải nghèo khổ gì giàu mà keo kiết quá. Trong bụng nó nghĩ như vậy. Nó trách móc cái ông phú hộ đó. Nó thấy nhà sư đi ra tội nghiệp quá. Cái nó ra mới nói với nhà sư đó: Ngài đợi con một chút, đợi con một chút. Ngài ra ngoài cái gốc cây ở ngoài đó, Ngài ngồi. Nó chạy vô, nó thưa với ông phú hộ, nó thưa ông: con ở đợ ông một tháng là 20 đồng, một năm là 240 đồng. Bây giờ ông cho con lãnh trước một năm, con biếu ông lại 2 tháng, con lấy 200 thôi. Ông này ông nói cái thằng này ở đợ mà cũng như nghĩa nữa. Lãnh ra tiền trước một năm mà biếu lại ông chủ là 2 tháng, lấy 10 tháng thôi. Ông phú hộ ông nói được, mở tủ lấy đưa cho nó 200. Nó không biết chữ, mày lăn tay làm cái giấy nợ, làm cho chắc ăn chứ để nó quỵt nợ thật. Rồi lăn tay xong đưa 200, nó chạy ra ngoài cái gốc cây đó, nó nói với nhà sư đó: con cúng dường cho Ngài về làm chùa. Nhà sư đó nhận 200 cái đi, vô duyên không? Không có hỏi mày tên gì, tao về tao cầu an. Không hỏi vậy đâu. Viết cho cái phiếu công đức nữa không có. Nhà sư này cũng thiệt là tệ. Rồi cái thằng ở đợ này nó không hỏi chứ thầy ở đâu, rồi cất chùa, chùa thầy hiệu gì, mai mốt khánh thành tôi tới tôi dự, không cũng không hỏi luôn. Cái câu chuyện này nó hay ở cái chỗ đó đó. Nó hay cái chỗ đó đó nha, đặc biệt đó. Đó là nhà sư cũng vô tâm. Chứ thì thông thường đó, thì ai cúng là mình phải viên làm cái phiếu công đức, rồi viên danh sách của nó về mình cầu an cho nó, mình về mình biên phương danh Phật tử cúng dường xây chùa Long Hoa, đó dụ như đấy. Không, ông sư này không làm vậy. Còn cái thằng ở đợ này nó cúng mà nó cũng không có hỏi là cái chùa ở đâu, tên cái chùa đó tên gì, không hỏi. Rồi thôi xong, nhà sư đi về các chùa. Bây giờ cái thằng ở đợ này đó là công lưng ở đợ để trả nợ một năm lận mà. Một năm lận. Mới có 3 tháng cái nó nhậm mắt, cái nó đuôi mù. Ông phú hộ mới đuổi nó đi: bây giờ mày có làm gì được tao đâu, mày ăn còn làm hại nữa,
Nó mới nói: thưa ông, con còn nợ ông 9 tháng. Ông mới có 3 tháng à, còn 9 tháng. Bây giờ ông đuổi con thì cái nợ đó làm sao? Con thưa với ông thế này: thôi thì bây giờ con đuôi mù, con làm cái việc ngoài đồng không có được. Con làm cái chuyện ở trong nhà. Một, giăng mùng cho ông ngủ. Được chứ? Đúng nè. Trải chiếu, giăng mùng, xếp chăn, xếp mền, rồi pha trà cho ông uống, con làm được. Thôi ông thông cảm đi, cho con ở rồi đủ 9 tháng, con trừ cái nợ hết cho đã rồi con đi. Ông phú hộ ông nghe cái thằng mù mà nó nói có nhân đạo quá, thấy không? Làm việc không được là nặng, không được là làm việc nhẹ, giao cho nó là giăng mùng, trải chiếu, pha trà. Nó đập cái bộ tách trà ông bể hết trơn, bị nó mù quá. Nó mù đập hết trơn. Ông mới kêu ông nói: nè, mày biết cái bộ tách trà của tao đó là ông tổ ông cố ba đời tao để lại đồ gia bảo, mà có mấy bữa rồi mày đập bể hết trơn. Thôi đi 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 đi, không chấp nhận được. Bây giờ cái thằng A Đợ nó nói đi: như vậy cái giấy nợ thì sao? Thì con còn mắc nợ ông mà. Ông nói: tao cho mày luôn. Lấy cái giấy nợ ra xé, nó nghe, nó đuôi nhưng mà nó nghe, xé cái giấy nợ đó. Bây giờ nó chấp nhận, nó đi khỏi nhà ông. Bây giờ cái thằng mù mà nó ra ngoài xã hội thì nó sống cách sao quý vị? Đi ăn xin, lại ông lại bà, rồi thương dùm cái thân mù lòa này bố thí cho bữa cơm qua ngày qua bữa. Nay thì đầu đường, mai xó chợ, ngủ đình ngủ lang thang, cũng mấy tháng. Tình cờ nhà sư gặp lại cái thằng mù đó. Bây giờ nó đâu có thấy nữa, nó không thấy nhà sư mà nhà sư thấy nó. Nhà sư mới nói: à cái thằng này quen quen, mà không biết nó ở đâu. Quen mà không biết ở đâu, bởi vì bổn đạo thì đông, không biết ai đâu. Nhìn qua nhìn lại này, biết cái thằng này nó cúng dường 200. Nhà sư mới nói: con ơi, con về con ở chùa với thầy nha, có dừa ăn dừa, có muối ăn muối, chứ đi lang thang như thế này để có khi trúng gió chết, nguy hiểm. Mũi sốt rét nó đốt cũng sốt rét cũng chết. Thằng mù nó nói: sư ơi, con là người phàm mắt thịt mà về chùa ăn cơm chùa mang tội đó. Cho nên bây giờ đó có nhiều người họ nói: thôi ăn cơm chùa mang tội. Cái thằng mù nó nói cho nhà chùa không có nói cái câu đó, nhà chùa không có nói cái câu đó. Mà nhà chùa nói là ai có duyên, ai có phước mới được ăn cơm chùa. Mà cái câu đó là thằng mù nó nói. Nó nói là nó là người phàm mắt thịt mà ăn cơm chùa là mang tội, nó không về chùa. Nhà sư mới nói thế này: con ở ngoài đời bây giờ con ăn cơm của ai? Có phải của bá gia bá tánh không? Lại ông lại bà xin ăn mà con đâu có tu, như vậy mới có tội đó. Còn bây giờ con về nhà, về chùa, con ăn cơm chùa rồi con trải chiếu cho bổn đạo lại, tối con đóng chuông, con niệm Phật, thấy không? Có cái điều kiện tu hành, đâu có mắc nợ đâu. Về chùa ăn cơm làm công quả mà tu hành, còn ở ngoài đời này là ăn không. Cho nên ở trong luật á, Đức Phật cho phép rằng người xuất gia lấy của thường trụ nuôi cha mẹ, nhưng mà phải khuyên cha mẹ tu hành. Ví dụ bây giờ mấy sư cô cha mẹ còn nghèo khó, không có anh em, không có người nữa,
quý sư cô có quyền lấy của thường trụ của Tam Bảo về nuôi cha mẹ. Nhưng mà quý sư cô phải khuyên cha mẹ tu hành niệm Phật, chứ ăn không mà đi quánh tứ sắc thì không có được. Ăn xong là đi chơi số đề là cái đó không được, đúng không? Phải khuyên cha mẹ tu hành, vì cái của là của Tam Bảo, mà mình ăn mình phải niệm Phật, mình phải tu hành, chứ mình ăn mà không tu không được. Rồi nhà sư giải thích cho thằng mù nó nghe, nó chịu về ở chùa, nhà sư mới dẫn thằng mù đó về, thì bổn đạo phản đối cực lực. Phật tử mới nói thế này: chùa là neo đơn, đơn chiếc, bây giờ thầy dẫn cái thằng mù về cái tội báo đó nữa, ai chăm sóc nó, ai lo cho nó? Thế thì bổn đạo phản đối. Nói cũng có lý. Ví dụ bây giờ cái chùa Long Hoa này có một vị ni trưởng, phải không? Mà giờ dẫn theo cái thằng mù nữa thì về thì phải chăm sóc nó, phải lo lắng cho nó, phải phục vụ cho nó, cái tội báo nữa. Nó cho bổn đạo họ nói như vậy cũng có lý, cũng có lý. Nhà sư mới để cho bổn đạo nói càm ràm, nói qua nói lại, ngài làm thinh, ngài không nói gì hết. Ngài hỏi còn ai nói gì nữa không, ai phát biểu gì nữa không? Im. Ngài mới nói: thầy nói cho Phật tử nghe, Đức Phật dạy dù xây chín bậc phù đồ không bằng cứu một người toàn mạng. Im re hết, không có cái gì nữa. Không cãi nữa. Ngài nói Phật nói mà, dù xây chín bậc phù đồ không bằng cứu một người toàn mạng. Phù đồ tức là chùa tháp. Mình xây 10 cái tháp, 10 cái chùa không bằng cứu một người toàn mạng. Người ta nghèo khổ, người ta mù lòa, bây giờ mình cứu người ta, đó là cái lòng từ bi của người tu hành, sao lại cản trở? Bổn đạo im hết, không nói gì hết. Thôi ngày nuôi thằng mù đó, tối đóng chuông niệm Phật, trải chiếu cho bổn đạo lại. Đại khái rồi, làm chuyện nhẹ nhẹ thôi chứ mù đâu có làm chuyện gì nặng được. Ở được mấy tháng cái nó phát bệnh cùi, bây giờ mới rối rồi. Hai cái tay nó rút lại về, nước nó chảy tèm lem, không ai dám tới chùa uống nước hết. Mấy bà Phật tử mới nói: đó, con nói cái tội báo thầy không có nghe, bây giờ rồi thầy coi, chùa như chùa Bà Đanh không ai tới chùa hết. Họ sợ cái cùi này lắm, sợ lắm. Quý vị sợ không? Thấy cùi quý vị sợ không? Không sợ đừng nhắm mắt chút thôi. Sợ không? Ở chợ Cần Duộc nó xảy ra một cái chuyện thế này, tôi kể quý vị nghe. Là cái ông này ổng bị cùi, mà cái cô gái này đó, hãy thấy ổng là nhổ nước miếng, hãy thấy ổng là nhổ nước miếng, cổ sợ quá. Thì ông mới thấy rằng cái thái độ của cái cô này đó khinh bỉ ổng, sợ. Rồi đi chợ thì cũng xuống còn gặp ổng nữa, ổng ở dưới chợ ổng đi xin, thì cô này cũng gặp nữa, nhổ nước miếng nữa. Thì những cái lần mà cô ta thấy hai cái tay của ổng là cô gớm, cô sợ, cô có cái mặc cảm ghê gớm lắm. Ông mới chờ cho cô đi chợ rồi cô lên cái xe lam cô ngồi. Ổng lên ổng ngồi đối diện. Bây giờ quý vị thấy sao? Sợ thằng cùi, bây giờ thằng cùi nó ngồi đối diện. Là cậu nhắm mắt, cậu lúc là ổng đưa cái tay vô cái họng cái cô này được. Đó là cái chuyện ở chợ Cần Duộc mà tôi biết cái chuyện đó.
mà cái ông đó thì ở đâu chứ không phải người ở địa phương đó, ở đâu tới xin đi xin. Nhưng mà nó xảy ra cái chuyện đó, cô này chở vô bệnh viện cứu cấp không kịp, chết. Nói như vậy quý vị biết, thì theo tôi nhận định á, đây chẳng qua là cái nghiệp quả của hai người này đã tạo trong vô lượng kiếp, bây giờ phải gặp lại để trả cái hậu quả đó. Họ có gieo trong vô lượng kiếp. Cái chuyện mình nghĩ rằng không thể xảy ra, mà là xảy ra trong cuộc đời này. Cổ sợ quá mà ông này ông đưa cái tay này vô cái họng của cổ chết liền. Thế thì bây giờ nhà sư này rối, nó mù rồi, bây giờ đem nó về nó nuôi thời gian nữa này, nó phát bệnh cùi. Ngày mới đem nó ra ngoài cái vườn chùa đó, cắt một cái chòi để nó ở ngoài đó, rồi ngày bưng cơm cho nó ăn, ngày tắm giặt cho nó, ngày phục vụ cho nó, ngoài ra không có một người nào tham gia hết. Rồi hôm nọ nhà sư đó có một cái trai đàn, ngài phải đi 3 ngày 3 đêm. Bây giờ cái thằng cùi ở nhà nó, ai bưng cơm cho nó ăn? Đói khát mò xuống cái ao đó uống nước, chết với cái ao đó 3 ngày, nổi lên thầy thành thằng chổng chết rồi. Bây giờ quý vị coi nè, cúng chùa mà mù, cúng chùa mà bị cùi, cúng chùa mà chết trôi, ai dám cúng? Giơ tay lên, ai dám cúng? Không ai dám cúng hết. Như vậy quý vị thấy nhân quả chưa? Chưa thấy đâu. Nhân quả gì? Nó dám lãnh 1 năm tiền ở đợ mà biếu lại cho ông chủ đó 2 tháng cúng cho nhà sư đó làm chùa, mà đuôi cùi phun chết trôi chết nổi, như vậy nhân quả vậy. Bây giờ nhà sư về dòm ra cái ao thấy nó nổi lên, mới báo cho địa phương chính quyền, rồi ngài tự tay ngài chôn cất nó sau chùa đó, làm cái mộ bia. Ngài để 2 cái câu liễn: trời đất không có mắt, thần thánh chẳng công minh. Ngài không tin nhân quả. Nhà sư không tin nhân quả. Nhà sư nghĩ, tại sao trời đất đuôi không có mắt, nó làm cái việc tốt quá mà tại sao lại đuôi không? Thần thánh chẳng công minh, có nghĩa là cái luật nhân quả không có công bằng. Nhà sư không tin. Rồi. Màn 1 cảnh 1, bây giờ còn màn 2 cảnh 2 nữa theo dõi. Mới có cảnh 1 à, còn cảnh 2 nữa. Thời gian không lâu lắm, không lâu lắm. Bây giờ ở trong triều đình, hoàng hậu sanh một hoàng nam, mà vua và hoàng hậu lớn tuổi mới có con, mừng lắm. Giống như vua Tịnh Phạn với hoàng hậu Ma Gia vậy. Thế mà cái hoàng tử này có một cái bệnh là cái tay nắm chặt lại không xòe ra. 5 giờ chiều là khóc, cho tới 5 giờ sáng cả triều nội không ai chịu nổi hết. Mà lớn bình thường, nhưng mà 2 cái tay này không có mở ra, mà khóc tối không có ngủ, khóc không ai ngủ được hết. Bây giờ nhà vua mời các lương y ở trong triều nội này chữa bệnh cho thái tử, không có kết quả. Thế thì hôm nọ nhà vua mới mời các quan đại thần đến, vua mới nói nè:
Trẫm có một hoàng nam, mai mốt Trẫm có băng hà thì con trai của Trẫm lên nối ngôi. Mà bây giờ cái bệnh tình của thái tử như vậy thì các khanh có cái ý kiến gì giúp cho Trẫm? Trẫm thấy bế tắc, nghĩa là lương y không chữa được mà cứ nắm cái tay chặt lại mà khóc, ban đêm khóc. Bây giờ có một quan đại thần lớn tuổi mới tâu vua thế này: tâu hoàng thượng, bệnh của thái tử là bệnh nghiệp chứ không phải bệnh bình thường, thuốc chữa không có được, đó là bệnh nghiệp. Vua hỏi cho bệnh nghiệp là sao, rồi làm sao chữa được. Quan đại thần mới nói: chỉ cần một nhà sư tu hành là giới hạnh trang nghiêm, đạo cao đức trọng thì nhà sư đó giải được cái nghiệp của thái tử, chứ còn không ai chữa được hết. Nhà vua nói được, để Trẫm viết cái thơ rồi các khanh đi coi ai đó, nhà sư nào đó mời giùm chút. Bây giờ quan quân của triều đình mang cái phong thơ của nhà vua đến cái chùa mà cái thằng chết trôi đó, mời cái ông sư đi chữa bệnh. Ông sư ông đọc cái thơ rồi cái ông toát mồ hôi, ông nói: trời ơi, hồi nhỏ lớn mình đâu có biết chữa bệnh, chỉ biết niệm Phật tụng kinh, rồi bây giờ vua mời đi chữa bệnh làm sao chữa. Nhà vua đó mời đi chữa bệnh, mà nhà sư thì nhỏ lớn chỉ biết tu hành tụng kinh niệm Phật, ăn chay làm lành lánh dữ, bây giờ đi chữa bệnh là chữa sao. Nhưng mà vua đòi không thấy, từ chối được, phải đi. Quân sử thần tử, thần bất tử bất trung, lệnh của vua là phải làm chứ không có cãi được, được không được là chuyện khác. Bây giờ nhà sư mới mời bổn đạo tới, nhà sư mới nói: các con à, chuyện này lớn lắm, thầy đâu có làm thầy thuốc, tự nhiên bây giờ cái trác của vua đòi sư phụ vô trong triều nội mà chữa bệnh cho thái tử, làm sao mà chữa được. Thôi bây giờ đó thầy nói thế này, nếu như thầy đi mà nó thành công thầy về thì thôi, còn nếu như thầy không về thì lấy cái ngày này làm đám giỗ. Chết chết, đâu có chuyện đơn giản. Cái chuyện của triều đình hãy là tiết lộ ra ngoài là chết. Bây giờ nhà sư này từ chối không chữa bệnh thì nhà sư này đâu có về được, là phải chết. Giống như là Ngô Đình Diệm làm cái đường hầm đó nè, từ cái dinh Độc Lập ra ngoài bến Bạch Đằng, làm xong rồi giết hết, đâu có đơn giản. Nó về nó biết, nó về nó nói vợ con đó, vợ con nó vô nói với Việt Cộng thì sao, cho nên giết hết. Cái chuyện của vua là vậy đó. Thì nhà sư đó mới vô, nhà vua tiếp đãi rất là nồng hậu. Nhà vua đặt vấn đề liền: thái tử con của Trẫm từ lúc lọt lòng mẹ ra tới bây giờ, hai cái bàn tay nắm chặt lại mà khóc, không ai chữa được hết. Trẫm nghĩ rằng chỉ có các nhà sư tu hành đạo cao đức trọng thì mới thể chữa được cái bệnh của con Trẫm, chứ còn ngoài ra không có thầy thuốc chữa được. Vua vừa nói như vậy thì không đợi nhà sư trả lời, truyền tỳ nữ bế thái tử đặt trước mặt nhà sư. Thì thái tử mới thấy nhà sư, thái tử cười, hai cái tay xòe ra. Chưa đâu, chưa hết vỗ tay vậy, chưa. Còn cái này, hai cái tay xòe ra thì nhà sư nắm hai cái tay của thái tử mới thấy trời đất có mắt,
thần thánh công minh, vỗ tay. À, nhà sư mới nói mày chứ ai. Mày chứ ai là cái thằng chết trôi đó, cái thằng chết trôi mà nhà sư chôn nó đó, mà nhờ sư không tin nhân quả, bây giờ cái nhân quả nó trả lời. Nghĩa là cái người này phải mù 100 kiếp, phải bị cùi phun 100 kiếp, bị chết trôi 100 kiếp, nhưng mà nhờ cái công đức cúng dường mà tam luân không tịch. Cúng dường mà tam luân không tịch, cho nên trả hết cái nghiệp đó, đầu thai làm thái tử. Bây giờ tôi nói cái cúng dường mà tam luân, một luân là cái đồng tiền, cái vật mình cúng là một luân, phải không? Thứ hai là cái chỗ mình cúng là hai luân. Thứ ba là mình cúng là ba luân. Không tịch nghĩa là vắng lặng. Như vậy tôi nói cái câu chuyện này nó hay ở chỗ là nhà sư nhận cái số tiền của cái thằng ở đợ đó, mà nhà sư không hỏi mày tên gì, tao biên cho mày cái phiếu công đức, tối tao về tao đọc kinh tao cầu nguyện cho mày. Không, không. Đó nè, là vắng lặng, là thanh tịnh. Cái thằng ở đợ nó cũng hỏi rằng chùa ngài ở đâu, cái hiệu chùa tên gì, đó là địa phương đó, mai mốt khánh thành tôi tới tôi dự. Cũng không hỏi. Cho nên cái chỗ đó gọi là tam luân không tịch, thì cái phước báo rất là lớn. Cái phước báo rất là lớn. Rồi tôi kể thêm cái chuyện nữa liên quan đến cái đó rồi được quý vị thấy. Năm đó tôi 26 tuổi, mới có 26 tuổi ạ. Giáo hội mới cử tôi về làm đại diện Phật giáo thị xã Cam Ranh, mới có 26 tuổi. Thì tôi về, tối tôi lên tôi lễ Phật, là tôi thấy cái bàn Phật, cái bàn đẹp lắm, bằng cẩm lai, bàn đó tốt lắm. Có một cái miếng đồng bề dài khoảng 25 phân, bề cao lên khoảng 15 phân, gắn ngay chính giữa cái bàn Phật để là ông, bà, tên, pháp danh, phụng cúng, để tên đàng hoàng. Ông tên gì đó, pháp danh gì đó, bao nhiêu tuổi đó, bà tên gì đó, pháp danh bao nhiêu tuổi đó, cúng dường. Sáng tôi kêu mấy chú con lên lấy cái đồ cải cái miếng đồng đó ra, con đem xuống dưới phố đó, con đặt bằng cái miếng đó. Nhưng mà con nói thợ nó đục, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, về con gắn lại chỗ đó cho thầy. Mấy chú tôi gỡ xuống dưới phố nó làm xong, chiều đem về gắn vô. Không biết ai họ học, chứ tôi làm tôi đâu có nói với ai. Mà hai vợ chồng lên mới đặt cái vấn đề đó, nói nặng nói nhẹ tôi cả tiếng đồng hồ. Mà cái câu mà ông bà nói với tôi là nặng nhất đây này nè: thầy mới về đây, thầy có biết gì cái chuyện ở chùa đấy, vợ chồng tôi có công ở đây là 30 năm. Cái câu đó nặng lắm. Tôi làm thinh tôi nói thật. Xong hết rồi tôi hỏi hai ông bà còn gì nói nữa không. Hai ông bà cho tôi biết rằng quy y năm nay bao nhiêu năm. Ông mới nói là vợ chồng tôi quy y hồi 1951, mà câu chuyện đó là 73. Quy y lâu quá.
Tôi nói quy y lâu quá mà chưa thấm tương trao. Bà vợ bà chề cái môi ra bắt cái cầu Mỹ Thuận được. Chưa thấm tương trao. Quy y lâu mà chưa thấm. Tôi nói những cái bài pháp này nó nhức nhối lắm. Không có đơn giản đâu. Nhức nhối lắm. Đặc biệt lắm. Tôi mới nói thế này. Tôi bảo mấy chú cạy cái miếng đồng đó ra. Tôi chịu trách nhiệm. Bây giờ anh chị bắt đền hay làm cái gì đó cho tôi biết. Tôi mới nói thế này. Tôi thương vợ chồng anh chị đó. Bởi vì sao? Bởi vì anh chị là người Phật tử quy y Tam Bảo mấy chục năm. Mà cúng cái bàn đó rồi biên hai cái tên ông bà đó rồi tối bữa nào tôi cũng lại hai vợ chồng anh chị hết. Quý hòa thượng tới đây cũng lại vợ chồng anh chị nữa. Như vậy anh có dám ngồi đó để quý hòa thượng lại không? Cho nên tôi làm cái miếng đồng khác, tôi khắc cái chữ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cho nên tối nào tôi cũng lên tôi lại Phật Bổn Sư Thích Ca cho vợ chồng anh có phước. Làm thinh. Làm thinh không nói nhạc. Cái ông chồng ông nói, trời ơi, vậy mà đâu có ai nói vợ chồng tôi biết đâu, không ai nói hết. Bữa nay tôi nói đó, biết chưa? Biết rồi. Như vậy đó, hai vợ chồng cúng là một luân. Cái số tiền làm cái bàn đó là hai luân. Đem cho cái chùa Từ Dân này cúng ba luân. Còn nguyên si hết. Rõ ràng không? Người cúng, vật cúng là chỗ cúng. Mà còn ghi cái tên mình ở đó. Sợ mất. Sợ người ta không biết. Sợ Phật ở trên đó quên. Như vậy đó. Cái phước báo gì đâu. Cúng mà còn thấy mình cúng còn năng còn sợ. Thấy không? Mình lại Phật, mình tán Phật rồi. Năng lễ sở lễ tánh không tịch, cảm ứng đạo giao nan tư nghì. Năng sở phải thanh tịnh. Cho nên phải tam luân. Rồi câu chuyện nữa. Ở dưới Bến Tre. Cái bà này á, bà có cái biệt danh là bà Hai La. Bà la dữ lắm. Bà la về đám con cháu rồi hàng xóm bà la chịu không nói đâu. Có biệt danh là bà Hai La. Tôi nói rồi không biết bà còn không, không biết ha. Bà đi siêu độ ha, bà đi tái sanh rồi không biết nữa. Bà qua cái cồn Thái Sơn bà đi ăn dỗ. Bà mới ghé cái chùa ở bên cồn rồi bà thấy từ trên tới dưới không có cái gì quý hết. Mấy cái chén nó mẻ nó sức đũa thì chiếc cao chiếc thấp. Bà vô bà nói với thầy trụ trì nè, thầy lãnh cái chùa, thầy ở cái chùa gì mà tôi thấy không có cái gì rồi, giá đáng hết. Chén thì mẻ, đũa thì chiếc cao chiếc thấp. Thôi được, để tôi về tôi vận động con cháu tôi nó cúng cho thầy đủ hết, không có thiếu gì hết, thầy yên chí đi. Thầy mới nói A Di Đà Phật, nếu mà bà có cái tâm vậy thì tốt quá. Chứ chùa nghèo lắm, tôi mới về không có cái gì, bà thấy không? Từ trên tới dưới không có. Cái bình uống nước nó bể cái vòi chế cái nó đổ rồi hết trơn rồi đó. Tội nghiệp lắm. Thiệt, bà về bà vận động con cháu, bà nào lu, nào hũ, nào chén, nào bát, nào tộ, nào mâm đục. Bà chở qua một đò mái nhỏ nhỏ bà cung hết. Thầy mừng quá trời mừng luôn, mừng lắm. Tháng 10, trong tháng 10 bà chở qua bà cung. Thì Tết năm đó đó, bà gửi cái danh sách cho chùa cúng sao. Mùng 8 là cúng sao hội đó. Thì thầy trụ trì người ta làm với cái tâm bình đẳng. Ai đưa trước, ai đưa sau, đọc sau, đúng không? Bà ngồi đó, bà nghe mà thầy trụ trì không đọc cái danh sách gia đình bà. Đã đem đồ máy bà chở hết về luôn. Đó, bà Hai La đó.
Cúng như vậy thì có phước không? Không. Cái chuyện đơn giản đó, nghĩa là không đọc cái danh sách cúng sao nhà bà trước, bà nghĩ rằng bà cúng như vậy là nhiều lắm, thì thầy trụ trì phải đặc biệt gia đình bà, phải chiếu cố gia đình bà, phải đọc danh sách của gia đình bà trước bà mới chịu, không bà kêu đồ máy chở về hết cũng hết. Đó, như vậy ba cái chuyện cúng đó, cái thằng ở đợ cúng, rồi cái hai vợ chồng, cái bà ông đó cúng cái bàn Phật, rồi cái bà Hai La này cúng ở dưới Bến Tre. Tôi nói cái phần thứ hai, Hòa Thượng Thiện Hoa có viết một cái tác phẩm mà cuốn sách này hay lắm, mỏng mỏng thôi, không dài lắm, quý vị về mua đem về đọc gối đầu giường. Đặc biệt đọc nhiều lần, rồi gối đầu giường, tức là nghĩa là đêm nào cũng phải đọc. Hay lắm, hay lắm. Bài học ngàn vàng, có nghe chưa? Nghe bài học ngàn vàng chưa? Rồi. Thế thì cái nguyên nhân mà Hòa Thượng viết cái quyển sách bài học ngàn vàng, ở trong đó nó có nhiều cái mẫu chuyện ngắn ngắn hay lắm. Nhưng mà nói cái nguyên nhân bởi mà ngài viết cái quyển đó. Một hôm nhà vua đi kinh lý, đi ngang một cái chợ nhà quê, cũng không có mấy người, nhà quê. Ở cái chợ này có cái ông già, ông bán bài học ngàn vàng. Ai mua bài học ngàn vàng không? Thì những người đi chợ đó, họ nhìn cái ông già, họ nói cái ông này mát, cái chợ nghèo như thế này mà đi bán cái bài học ngàn vàng, ai có ngàn lượng vàng mua nổi cái bài này? Ta đi lên cái thành phố, cái chỗ đông người, cái chỗ giàu có bán, ai mà đem cái chợ Cầu Tràm nó mà bán cái bài học ngàn vàng, đúng không? Ông già này mát điện, họ phê bình bèn rào nghèo. Thì lính của triều đình đi làm an ninh, xe giá của nhà vua đi sau, nhưng cái bộ phận an ninh họ đi trước, họ mới mời ông lão đi chỗ khác. Hôm nay xe giá của nhà vua đi kinh lý, không được ai lạng quạng ở ngoài đường, mời ông lão đi chỗ khác. Ông lão mới nói thế này: vua đi là mặt vua đi, còn lão bán là quyền của lão, mắc gì mà đuổi xô. Bộ ý là làm vua rồi, muốn làm gì làm ha. Không bao giờ vua, quân lính mới trở lại mấy tâu bệ hạ, cái ông già đó ngạo mạn lắm, biểu ổng tránh chỗ khác cho xe của triều đình đi qua. Ổng nói vua đi là vua đi, còn trẫm bán là trẫm bán, mắc gì phải đuổi trẫm. Bộ ỷ làm vua muốn nói gì nói sao. Nhà vua nó kêu cái ông già đó tới đây. Ông già đó tới số à. Ông già đó tới thì một cái đải bằng bốn ngón tay, bằng vải đỏ, treo lên cái đầu cây gậy bằng trúc, quái lòn thòn vậy mà giao bán bài học ngàn vàng. Vừa hỏi ông lão bán cái gì? Bài học ngàn vàng. Vua có đủ vàng mua không mà hỏi? Trời, vua mà hỏi vậy đó. Vua nói được, đem đây trẫm coi coi. Không được. Tiền trao cháu múc, tiền không trao cháu chút dở vô nồi, không có cho coi. Mà cái bài học này đó, ai sử dụng áp dụng mới có giá trị. Ai sử áp dụng cái bài học đó mới có giá trị. Vừa nói được, bây giờ thôi lão đợi chút xíu, trẫm cho người về triều đình chở 1.000 lượng vàng ra đây mua. Nhưng mà trẫm hỏi nè, lão già quê ở đâu, nhà cửa ra làm sao, vợ con? Ông lão già ông nói vô
chí tứ cố vô thân, không có dòng họ bà con vợ con gì, không có ai. Nhà vua hỏi như vậy mà bán 1.000 lượng vàng rồi để ở đâu? Ăn cướp nó giết chết, đừng có khùng, đừng có khùng. Không có nhà, không có vợ con, không có thân bằng quyến thuộc mà bán bài học 1.000 vàng, sử dụng 1.000 lượng vàng để ăn cướp nó giết chết. Ông lão nói bệ hạ lo xa quá, lão biết bán là lão biết dùng. Lão biết bán là lão biết dùng. Bệ hạ yên chí, đừng có lo cái chuyện đó. Rồi xong. Thế là quân lính của triều đình chở 1.000 lượng vàng ra, thì ông lão đó trao cái bài học 1.000 vàng này, nhà vua trao 1.000 lượng vàng. Trời ơi, 1.000 lượng vàng bằng cái bao gạo mình chứ đâu có ít. 26 lượng 666 là 1 ký, đúng không? Nhưng mà 1.000 lượng thì bằng cái bao gạo mình chứ ít, mà già mà lụm thụm đâu mang đi đâu, vác cũng không nổi nữa chứ đừng có nói rồi đi mất. Vua mới muốn mở ra coi mà sợ quê vì nó nhẹ quá. Muốn mở ra coi, nhưng mà lỡ mà mở ra coi mà không có gì thì quần thần ở đây nó quê quá. Mình vua mà bị chàng trai già này lừa đảo, máng lên xe rồng đó, về bỏ vô tủ, 12 giờ thắp đèn lên mở ra coi. Mở cái túi đó ra, có miếng giấy bằng ngón tay, phàm làm việc gì hãy nghĩ đến hậu quả của nó. Vỗ bàn, cha già này tới số, trẫm làm vua không có nhân quả, trẫm biểu ai chết là chết, mà trẫm biểu ai sống là sống, đối với trẫm là không có nhân quả gì hết, đối với người ta chứ trẫm không có nhân quả gì hết. Cha già này chết, cha già này chết. Đêm đó vua ngủ không được, tức cha già này lừa đảo, bán cái bài học gì mà 1.000 lượng vàng, còn miếng giấy à. Sáng cái nhà vua mới kêu cái ông quan đại thần mà thân tín nhất, giàu kinh nghiệm, lớn tuổi mà thân tín với vua. Vua mới đem câu chuyện ra bàn. Bây giờ đó, trẫm nhờ khanh đi kiếm cái ông già bán cái bài học 1.000 vàng đem về đấy. Rồi trẫm bầm 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 dục dưới sông, dưới giận đó, bầm 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 dục sông, giận lắm. Bầm mà bầm dục sông mới hả già. Trẫm mà nó lừa đảo. Bây giờ ông quan đó nói tâu bệ hạ, không được đâu, không được, không được. Bệ hạ nghĩ như vậy là sai lầm. Bệ hạ nói như thế này nè, ngày hôm qua đó nhà vua đi kinh lý mà gặp cái lão già bán cái bài học 1.000 vàng đó. Nhà vua về coi lại cái bài học này, hơn 1.000 lượng vàng, quý lắm. Bây giờ ai tìm được lão già đó, dẫn lão về để về triều đình để trẫm thưởng thêm. Mà trẫm cho cái người nào dẫn ông già đó về nữa, như vậy đó mới được. Nhưng mà cuối cùng rồi ông già đi mất tiêu luôn, kiếm được. Mất ông già đó luôn. Thì bây giờ cái ông quan đại thần này biết cái chuyện đó thì nhà vua sẽ giết. Bởi nó về nó nói với vợ nó nói với con nó. Thấy không? Cái này chuyện bí mật của triều đình, không cho một người thứ ba biết. Nhà vua mới ra lệnh giết cái quan đại thần này. Mà quan đại thần này thì có một người con trai là Hoàng Cái, làm bộ trưởng quốc phòng, tức là thống soái hồi xưa đó, bây giờ là bộ, cầm binh ở ngoài biên ải. Mà nghe nhà vua giết cha mình một cái vô cớ, dẫn quân về làm loạn mất nước. Thấy nhân quả chưa? Nhân quả rồi. Như vậy sau 20 năm, câu chuyện nó sau 20 năm, nhà vua, bởi vì cái vị tướng này sau khi đem quân trở về làm loạn để cướp ngôi, tức là đảo chánh á, thì sẵn cái cơ hội đó, cho nên cái vị này mất đạo đức, mất đạo đức. Từ chỗ đó mà dân chúng ghét, cũng là gây cái nhân, dân chúng nó ghét. 20 năm sau là phục hưng được cái cơ đồ, nhà vua trở lại
ngôi vị đế vương, nhà vua mới nghĩ rằng bài học của cái lão già đó đáng là ngàn vàng. Cho nên nhà vua, cái chén ăn cơm của nhà vua cũng có cái câu đó: phàm làm việc gì hãy nghĩ đến hậu quả của nó. Cái giường của vua ngủ cũng có cái đó, cái bàn uống nước, nghĩa là nhất nhất tất cả cái gì ở trong triều nội đều ghi cái câu đó hết. Bài học ngàn vàng. Quý vị sẽ đọc, rồi trong đó có những cái mẫu chuyện ngắn, cũng giống như là ngàn lẻ một đêm vậy. Hay lắm, hay lắm. Đó là gối đầu giường, cuốn sách cái gối đầu giường. Như vậy quý vị sẽ thấy nhân quả rồi chứ vậy. Nãy giờ nói chuyện đời xưa không mà, bây giờ nói chuyện đời nay. Xưa quá. Nói ra mà biết có không? Chưa chắc. Bây giờ nói cái chuyện đời này. Cô gái mất tích 1000 ngày, trở về đoàn tụ với gia đình. Đây là chuyện thiệt đó. Phóng sự công an viết, tôi đọc. Đầu tiên hết là tôi đọc phóng sự công an, họ viết câu chuyện đó. Và sau đó tôi mò ra Hà Tây, tôi gặp đích thân ông Lâm Văn Bản là cha ruột của Lâm Thị Thanh Quyền, là cái câu chuyện đó có thật. Bắt đầu kể quý vị nghe, chắc câu chuyện này là hết giờ. Chiều nay mình làm nhiều đó thôi, để còn tháng sau nữa chứ. Câu và câu độc giả. Ông Lâm Văn Bản có đứa con gái tên là Lâm Thị Thanh Quyền, học rất giỏi, được chính phủ Úc cấp học bổng đi du học. Cô này giỏi lắm, học giỏi lắm. Bản thân của ông là một người lính của cụ Hồ, dãy ngủ nghèo. Đi lính mà, dậy ngủ dậy nghèo. Hôm nọ ông lên Hà Nội ghé chùa Quán Sứ. Ông đi lên cái phòng sách đó, ông thấy cái cuốn sách Gương Nhân Quả. Ông mua cái cuốn sách về ông đọc. Đọc qua, đọc lại, đọc nhiều lần, gối đầu giường cất. Tâm đắc cái cuốn đó lắm. Thì khi con gái của ông đi du học thì ông mới nói với con gái này: con à, bố đi lính, đời lính con không có tiền, bố nghèo, nhưng mà bố đọc được cái quyển Gương Nhân Quả này bố thấy hay quá. Nếu như mà con người trong xã hội này có học thức, con người đã có địa vị, con người đã hiểu biết mà áp dụng như những cái lời ở trong cái quyển Gương Nhân Quả này thì bố nghĩ rằng xã hội tốt lắm con à. Con đi học, bố cho con cái cuốn này qua bên Úc, thỉnh thoảng rồi con đọc, rồi lớn lên con sẽ áp dụng, rồi con ra ngoài con phục vụ xã hội, nó có lợi nhiều lắm. Bố nghĩ rằng cái đó tốt lắm con. Cô Lâm Thị Thanh Quyền thì không dám cãi, nhưng mà không có tin. Con gái đòi A cộng mà. Biểu nó đọc cái chuyện đó nó không tin đâu. Nhưng mà bố cho thì nó bỏ theo trong vali rồi, chứ còn không, chưa có đọc. Qua bên Úc ở được một năm, học được một năm, thì cái bà giáo sư này người Mỹ mới nhận cô Quyền làm con nuôi. Quý vị thấy tốt không? Tốt, mà tốt hơn. Đã được đi du học, được học bổng, mà qua bên Úc là cái bà giáo sư này nhận làm con nuôi. Điện về cho Lâm Văn Bản nói: bố ơi, con có phước lắm. Bố hỏi phước làm sao? Bà giáo sư đó nhận con làm con nuôi. Ông Lâm Văn Bản mới nói: vậy là gia đình mình có phước, con mình được học bổng,
mà qua bên đó là bà giáo sư đó nhận làm con nuôi được một năm, tức là hai năm, năm thứ hai thì cô Quyền mới ngã bệnh, mà cái bệnh đó là ở bên nước Úc chữa không được, nó mới giới thiệu phải qua bên Hoa Kỳ mới chữa được. Bây giờ bà giáo sư đó người là người Hoa Kỳ, cho nên bà mới dẫn người con nuôi là cô Lâm Thị Thanh Quyền đó từ Úc sang Hoa Kỳ để chữa bệnh. 3 tháng bác sĩ cho xuất viện, thì hai người đó từ trong bệnh viện đi về nhà của bà thì chẳng may gặp tai nạn giao thông, bà giáo sư đó chết tại chỗ. Cô Lâm Thị Thanh Quyền phải trở vô bệnh viện cấp cứu lần thứ hai. Giờ phước đầu, bây giờ quả đó, phước bất tùng lai, quả vô đơn chí. Cái phước nó đến với mình nó chỉ một lần thôi, nhưng mà cái quả nó dồn dập dồn dập. Quả vô đơn chí. Thế bây giờ cô Lâm Thị Thanh Quyền này trở vô bệnh viện cấp cứu mà không có người nuôi, không có tiền bạc, bà giáo sư này chết rồi. Thế này chẳng may là cô còn sống sót khi mà cô ra viện, không có tiền, không có thân nhân ở nè, mà sống ở cái nước Hoa Kỳ thì quý vị tính sao, làm sao sống, giấy tờ cũng không luôn, giấy tờ cũng không, tiền bạc cũng không, thân nhân cũng không, mà cái hình sắc của cô, con người của cô biến dạng, không còn như là cô gái ngày xưa nữa, tóc rụng hết, đi lang thang, bây giờ nhập bọn với cái đám phi châu, cái tụi phi châu nó cũng không có tóc, rồi nó dẫn cô đi nay chỗ này nghe chỗ khác, đại khái vậy, nó cho ăn cái gì đó ăn này, cái lang thang ở Hoa Kỳ. Một hôm đó nó mới dẫn cô đến một cái nhà hàng Á Châu, thì ở cái nhà hàng này có cái bà đó người Trung Quốc, bà là một thương gia đi buôn ở Hoa Kỳ, bà thấy cái cô này đã nửa thì Á mà nửa là Phi đó nè, cô nhìn cái cô này, cô ngồi cô ăn mà cô thấy cái cô này đó là có cái nét Á Châu mà cũng có cái nét là Phi Châu, cô mới hỏi cô, bà mới cho cô đó ăn. Xong bà mới hỏi thì cô mới nói rằng Hà Nội Việt Nam, nói được có 2 chữ là Hà Nội Việt Nam. Thì bà này bà biết là cái cô này là người Việt Nam ở Hà Nội. Thì nhân cái chuyến buôn đó, hàng hóa của bà chất trong cái container, bà đưa cái cô Lâm Thị Thanh Quyền này vô cái container đó, chở từ Hoa Kỳ về Trung Quốc 20 ngày. 20 ngày. Lát nữa tôi sẽ giải mã cái chuyện 20 ngày cho quý vị nghe. Khi về tới Trung Quốc rồi thì bà mới cho một số tiền, bà dẫn cái cô Quyền này đến cửa khẩu Lào Cai trả cô về Hà Nội. Thì cái bọn xấu á nó lấy tiền hết, không có đồng nào về Hà Nội hết. Có lúc đi xe bò, có lúc đi xe thồ, có lúc đi bộ, có lúc đi tàu hỏa, nghĩa là đủ cách về Hà Nội. 1.5 tháng mới tới Hà Nội, không có tiền. Thế mà cổ quên hết những cái gì cổ học hồi xưa, là cổ quên hết, chỉ nhớ được Việt Nam Hà Nội thôi. Thì về tới Cầu Giấy thì cái bà bán sách cũ, bà thấy cái cô gái này đi lang thang, bà lợi dụng, đang về coi cái hàng cho bà. Bà đi gom sách, bà bán sách cũ mà. Thì cái cô Lâm Thị Thanh Quyền này ở đó 3 ngày, thì cái bà bán cái hàng sách cũ đó, bà bỏ bà đi, bà về bà mướn cái mặt bằng, bà không có trả tiền,
cái bà chủ nhà bà đòi tiền, cái bà này bà bỏ cái quán này bà đi, cái hàng này bà đi, thì cô Quyền ngồi ở đó. Cái bà chủ nhà bà thấy tội nghiệp, bà cho ăn cơm. Thì bất chợt cô ngồi, cô mới thấy cái quyển Gương Nhân Quả ở trong cái đám sách cũ đó. Thì cổ lật ra đằng sau lưng đó, thì có cái số điện thoại của gia đình cổ là của ông Lâm Văn Bản. Cô mới gọi, thì mẹ của cô mới bắt được cái cú điện thoại đó. Bà mới nói: lộn số rồi cô à. Cô Quyền cô nói: lộn sao được, mình gọi nó trúng mà nó sao. Cô gọi lại lần thứ hai nữa, bà già bà chửi: đồ mất dạy, tao bảo là lộn số mà gọi mày. Cô tuyệt vọng, tuyệt vọng. Cô gọi lại 10 phút sau, cô gọi lại thì ông Lâm Giang bạn bắt. Cô mới đổi hướng, chuông reo rồi, cô mới nói: thưa bác, nhà bác có cô con gái tên Lâm Thị Thanh Huyền, đúng không bác? Ông nói: trời ơi, con tôi 1000 ngày. Bây giờ nó có hai cái khó rồi này. Tại sao cái cuốn sách này ở bên Úc mà nó về Việt Nam mà không về nhà ông Lâm Văn Bản mà ra ngoài cái hàng sách cũ? Đó là một cái. Bởi vì khi mà cái cô Lâm Thị Thanh Quyền này đi qua Hoa Kỳ để chữa bệnh, thầy bạn của cô đó là mới gom góp quần áo, sách vở, tư trang của cô gửi về Việt Nam, nhưng không về cái địa chỉ của ông Lâm Văn Bản, không về cái địa chỉ đó, cho nên nó lạc. Cái hàng này về Việt Nam thì cái loại sách này là loại sách cũ. Cái bà này bà đi gom, trong đó có cái cuốn Gương Nhân Quả. Đó là một chuyện. Cái thứ hai đó là tại sao cái bà người Trung Quốc này bỏ cô Lâm Thị Thanh Quyền trong cái container mà chở từ Mỹ về Trung Quốc 20 ngày, làm sao cô ở trong cái container đó mà sống được? Tôi đặt giả thiết, nếu như bà ta để thức ăn cho cô, nước uống của cô ở trong đó 20 ngày cô sống được, nhưng mà đại tiểu thì làm sao? Ngồi trong đó không có oxy thở và máy nó rọi, thì nó gặp một cái con người trong đó là ở tù, đó là chuyện tình báo rất là nguy hiểm. Nhưng không biết cái bàn tay vô hình nào mà khiến cho cô ngồi ở trong cái container đó mà sống 20 ngày, về tới Trung Quốc, mà Trung Quốc mới thả về cửa khẩu Việt Nam mà về tới Hà Nội. Đó là một vấn đề tâm linh. Bởi vì ông Lâm Văn Bản lúc còn ở quân ngũ, bạn của ông hy sinh, thì ông giữ những cái kỷ vật của bạn ông, như là cái viết, như là cái mũ, như là cái sợi dây nịt, vân vân. Những cái kỷ vật của đồng đội ông hy sinh, ông giữ lại. Thì cái ngày đó là cái ngày 28 Tết, ông làm một cái nhà truyền thống ở đằng trước nhà, nó nhỏ nhỏ như cái miễu vậy, để ông đem những cái kỷ vật của đồng đội ông đó, ông để trong cái nhà truyền thống đó. Ông mời một số bạn bè tới để dự lễ ngày 28 Tết. Thì cũng chính cái ngày đó mà con gái của ông là gọi điện thoại về, là ông lo tiếp khách. Thì sau đó cô gọi lại, thì ông Lâm Văn Bản bắt được cái cuộc điện thoại đó. Thì cô nói rằng: nhà của bác có người con gái tên là Lâm Thị Thanh Quyền, đúng không? Thì ông mới nói: đúng rồi con tôi. Như vậy ông Lâm Văn Bản này sống có tình có nghĩa với đồng đội, có tình có nghĩa. Và chính vì sự việc đó mà các cái vị chiến sĩ này, cái phần tâm linh này giúp đỡ cho con gái ông mà thoát nạn, ngồi trong cái container đó 20 ngày về tới Trung Quốc.
Thì cái phần giải mã đó, người ta nói rằng ông Lâm Văn Bản sống có tình có nghĩa với đồng đội. Nhờ đồng đội của ông, những người chết, những người chiến sĩ đó về tâm linh đó, là giúp đỡ cho con gái ông. Cho nên tôi đọc được cái bản đó, tôi mới ra Hà Nội, tôi mới tìm lên Hà Tây, tôi gặp ông Lâm Văn Bản. Ông mới dẫn tôi về ở Cầu Giấy, và hai vợ chồng cô Lâm Thị Thanh Quyền bây giờ là giáo sư, có hai đứa con rất là hạnh phúc. Mà cô nói dần dần cô nhớ lại không sót một cái gì hết. Nhưng mà cái thời gian cô xuất viện lần thứ hai đó là cô không còn nhớ cái gì hết, chỉ nhớ được Hà Nội Việt Nam. Nhưng mà khi về Việt Nam rồi thuốc men rồi bồi dưỡng sức khỏe rồi, cô phục hồi được, cô dần dần rồi. Bây giờ là cả vợ lẫn chồng làm giáo sư. Tôi có đến nhà đó ở chung cư và tôi thăm, rồi họ kể cho tôi nghe chừng đó. Như vậy là nhân quả, là nhân quả chuyện đời thường. Nhưng mà do cái nhân của ông Lâm Văn Bản sống với đồng đội có tình có nghĩa, đến khi đồng đội chết rồi, ông mang cái kỷ vật đó về, ông cất cái nhà truyền thống để giữ những cái kỷ vật của đồng đội đó. Từ cái chỗ đó mà các vị chiến sĩ này họ ủng hộ cô Lâm Thị Thanh Quyền, giúp đỡ cho cô Quyền vượt qua những cái khó khăn mà một ngàn ngày lưu lạc ở xứ người mà đoàn tụ với gia đình một cách vô tiền khoáng hậu, không tiền, không giấy tờ, không thân nhân, vậy mà từ Hoa Kỳ về tới Hà Nội được. Thôi thì tôi nhắc nhở quý vị, làm cái gì làm, khi mà mình chết là mất hết. Cái thân này cũng mất, tiền của cũng mất, nhà cửa cũng mất, quyền chức quyền cũng mất. Mất hết, nhưng mà có ba cái còn. Ba cái mình chết còn. Cái tư tưởng của mình, tư duy cái này còn. Cái lời nói của mình còn. Và cái hành động của mình còn. Cho nên ba cái này nhà Phật đó là thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp, ba cái này còn. Một cái câu mà hiện nay các tôn giáo không trả lời được: tôi từ đâu đến và mai mốt tôi chết đi về đâu, không ai trả lời được hết. Đang rắc rối cái chuyện này. Từ đâu đến, chết đi về đâu, không ai trả lời được hết. Bởi vì từ đâu tức là nói quá khứ, mà mình biết mình quá khứ mình là ai. Rồi bây giờ nói cái mai mốt đi về đâu, nói tức là nói cái tương lai, mà tương lai là mình chết, mình làm sao mình biết được cái chuyện tương lai của mình. Mình chỉ biết cái khoảng thời gian ngắn ngủi mấy chục năm đây thôi, còn cái quá khứ đó mình cũng không biết, mà cái tương lai mình cũng không biết. Cái câu hỏi đó các tôn giáo rất khó mà trả lời. Nhưng đối với đạo Phật thì Đức Phật nói này: dục tri tiền thế nhân, kim sanh tác giả thị. Dục tri lai thế quả, đương sanh thọ giả thị. À, ai hỏi tôi ngày xưa tôi là cái gì, kiếp trước tôi là cái gì? Tôi là con người. À, kiếp trước tôi là con người. Tôi tạo cái nhân làm người, bây giờ tôi được làm người. Nhân quả đó rõ ràng. Ai hỏi quý vị nói rằng ngày xưa tôi là con người, tôi tạo cái nhân làm người, bây giờ tôi được làm người. Ngày mai tôi là cái gì thì tôi sẽ coi cái hành động của tôi làm hiện tại, thì tôi biết ngày mai tôi là cái gì. Quý vị bây giờ quý vị thọ tam quy trì ngũ giới, đúng không?
là cái nhân cách làm người thì mai mốt quý vị làm người. Quý vị tham lam, bỏng sẻn, trộm cướp, quý vị tạo cái nhân ngạ quỷ thì mai mốt quý vị chết, quý vị đọa trong loài ngạ quỷ, không được làm người. Rõ ràng đó. Đạo Phật nói rất đơn giản, mà thực tế không có thượng đế thần linh, không có ngọc hoàng xen vào cái chỗ đó, mà do nhân quả quyết định. Cho nên có người họ nói thế này: tại sao cái người đó hung dữ quá, ác quá mà họ giàu quá, còn cái ông hiền quá, con chó nói con mèo cũng gật đầu, tại sao ông nghèo, gia đình ổng là tai bay quả gửi, tháng trước tháng sau thì liên tục đủ thứ chuyện hết, vậy thì nhân quả gì? Tại sao cái người đó họ hung dữ, đâm heo thuốc chó, ăn sống nói vợ, cho dây nặng lễ cắt cổ người ta, vậy mà giàu, con cháu thi đâu đậu đó, làm ăn phát đạt bình thường, còn cái ông này ổng hiền quá mà sao ổng nghèo, vậy thì nhân quả là sao? Đó là một cái vấn đề mà người đời thắc mắc. Ta phải giải quyết cái đó, ta phải giải quyết cái đó. Bây giờ Đức Phật nói thế này, Đức Phật đưa ra hai cái hình ảnh: nhà nông và người mua bán ở ngoài chợ. Ở ngoài chợ là mua bán, mà ở dưới quê nhà nông. Nhà nông A, nhà nông B cùng làm ruộng. Nhà nông A đó, tới mùa thu hoạch, chở lúa về dự ở trong kho đầy. Còn cái ông nhà nông này không có làm, cho nên tới cái mùa thu hoạch đó tay không có gì. Trời sa mưa giông xuống, hai vợ chồng cái ông mà có lúa dí ở trong kho đó đi quánh bài chơi, bà vợ đi đánh tứ sắc, ông chồng đi đá gà chơi, không có làm gì hết, nhưng mà có gạo ăn. Vì cái bộ lúa này còn nữa, ăn hết cho bộ lúa này thì mùa sau mới đói, chứ bây giờ thì chưa đói, bây giờ ta có dự trữ rồi. Còn hai vợ chồng cái ông nhà nông, trong nhà không có lúa, trời mưa xuống, vợ chồng giác cuốc giác cày làm cực lực đi mượn gạo hàng ngày. Tại sao? Nhà không có dí lúa. Bây giờ cày, bây giờ cấy thì mùa sau mới có ăn. Rõ không? Rõ ràng đấy. Nhân quả rõ ràng. Bây giờ hai cái nhà buôn nè, hai cái người này A, B đã buôn hết. Tới cuối năm rồi, nhà buôn A đã cộng sổ lời 10 triệu. Cái ông nhà buôn B này lỗ 10 triệu. Cũng buôn nhưng mà người này lời, người này lỗ. Nghỉ Tết, qua đầu tháng Giêng chưa khai trương, mà cái ông nhà buôn A đã có tiền ăn, đem cái lời của năm cũ sang qua cái năm mới. Quý vị thấy không? Đem cái lời của năm cũ sang qua, cho nên ta có ăn. Còn cái ông nhà buôn B đó lỗ, đầu năm chưa khai trương mà đi vay tiền hỏi bạc mà ăn, là vì đem cái lỗ năm cũ này qua cái năm mới này thì phải đi hỏi bạc mà ăn. Nhân quả rõ ràng, không thể sai trái được. Rõ ràng không? Cho nên người đời họ thắc mắc, họ nói như vậy là sao? Là vì cái người này hiền mà mới hiền ở đấy, còn cái ác ở quá khứ nó đã chín mùi, nó thuần thục rồi thì phải trả cái quả ác, còn cái lành này mai mốt mới hưởng. Còn cái người này ác, nhưng mà cái thiện ở đời trước đó nó đã thuần thục, nó chín mùi rồi, bây giờ họ ngồi đó họ hưởng cái quả, hưởng cái quả này
Nhưng mà cái ác này thì mai mốt mới thu hoạch. Nhân quả rõ ràng. Tôi có cái bà Phật tử đó, bà có hai thằng con. Mà cái thằng lớn đó, nó khóa tiền dữ lắm quý vị. Không làm ra đồng bạc, ăn là đi chơi. Mà về nhà thì bà già bà, nó liếc liếc mắt là bà mở tủ bà đưa tiền. Chưa cần xe tay sinh rồi, bà biết nó bà đưa tiền. Còn cái thằng Út á, nó đi làm bảo vệ, không hút thuốc, không uống cà phê, đem tiền về đưa cho bà hết. Mà bà chửi, gặp ngoài chợ, chửi ngoài chợ, gặp ngoài đường, chửi ngoài trường, gặp ở chùa, chửi ở chùa. Nó hỏi tôi chứ tại sao má con không có công bằng thầy. Anh con thì phá của mà má con thương, sợ nó không dám nói. Còn con làm bao nhiêu đem tiền về cho bà chửi, tắt bếp, gặp đâu chửi đó. À, nó hỏi tôi, nó má nó không có công bằng. Tôi nói công bằng chứ con. Nói công bằng gì công bằng. Nó còn cãi lại tôi nữa, nó nói công bằng gì công bằng. Công bằng. Thầy chưa nói. Má con mắc nợ anh con thì má con trả. Còn con mắc nợ má con thì con phải trả chứ sao không công bằng gì nữa đúng không?